Ok các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để cho beta, cho thành viên của beta. Trước tiên thì chúng ta vô phần home này, phần setting. Sau đó chúng ta sẽ vô phần beta. Sau đó nó sẽ nói thì các bạn có thể dịch cũng được. Không thôi, mình sẽ dịch tạm là nếu các bạn đăng ký vào chess.com beta thì sẽ có nhiều cái tốt hơn rồi này nọ, nhưng mà nó sẽ không hoàn thành 100%, tương lai thì nó mới phát triển như chúng ta. Chúng ta sẽ bấm vào join beta. Khi chúng ta đã join beta rồi á thì chúng ta sẽ có một cái phần là leak. Đây, leak. Đây đó. Thì cái mới của cái này so với cái cũ là leak, thì có cái leak. Cái thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ được gia nhập câu lạc bộ. Hiện tại chưa có. Nhưng mà sau khoảng vài ngày hoặc là đợi các bạn đợi một tí thì các bạn sẽ được gia nhập câu lạc bộ chess.com beta như vậy á. Và có một cái hiện nay mới nữa là các bạn có thể phân tích và có nước đi rất mu như mình đi phân tích đi. Để mình coi mình kiếm ván nào nó dài dài chứ. Đây. Hôm trước thì mình có đánh ván này nè. Đấy. Chúng ta bấm phân tích. Ok đây. Đấy, chúng ta có một nước Red Moon. Ví dụ nước Red Moon. Nhưng mà đó là cũ thôi. Khoảng tầm vài tháng trước thì nó như vậy. Còn bây giờ chiếc com nó đã sử dụng, nó đã phát triển hoàn toàn, tức là nó đã áp dụng cho những người không cho beta luôn rồi. Cái Red Moon này thì chiếc.com đã áp dụng cho những người không dùng beta luôn rồi. Đó, nó còn huấn luyện viên này. Đó. Ở đây mình nhúng cuốn. Đây thì ngắn vậy thôi. Ok, video hướng dẫn cách cho beta của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn.